Xin chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu về cái dòng xe bus Iveco loại phiên bản VIP 10 chỗ và báo giá. Xe khách Iveco này là thương hiệu của châu Âu. Phiên bản này là 10 ghế VIP. Xe Iveco này sử dụng động cơ là Fiat của Ý với dung tích xi lanh là 3 chấm và công suất cực đại là 146 PS và hộp số là 6 số tiến 1 số lùi, cũng của Fiat. Xe Iveco này sử dụng lớp sau là bánh đôi. Và thông số kỹ thuật là 195/75R16C. Cái mâm này là bằng hộp kim nhôm. Đặc biệt là hệ thống treo sau là sử dụng bầu hơi. Hai cái bầu hơi. Nên xe rất là êm ái. Phía sau thì có cái logo chữ Premium và Iveco Daily Plus được mạ chrome. Phía sau được trang bị cái camera. Phía trước thì có logo Iveco. Giờ ta xem nội thất bên trong của chiếc Iveco 10 chỗ ngồi này. Xe được thiết kế là một ghế tài xế và 9 ghế hành khách. Ghế là ghế VIP. Đây là hệ thống trên táp lô của xe. Vô lăng thì có cái logo chữ Iveco và có cái túi khí airbag. Cần số 6 số tiến 1 số lùi. Trang bị cái màn hình Android 9 inch và tất cả đều giả vân gỗ, nhìn rất là sang trọng. Màn hình Android này được kết nối Bluetooth, Wi-Fi. Đồng hồ của xe thì cũng vừa cơ và vừa LCD và các đèn điện tử, thể hiện đầy đủ các thông số kỹ thuật và chức năng cơ bản cho anh em tài xế kiểm tra và quan sát. Được thiết kế thêm cái tủ lạnh 22 lít. Xe bố trí thêm cái tivi là 21 inch. Được kết nối chung lại cái màn hình ở dưới. Đây là 9 ghế. Mỗi ghế đều có thiết kế massage. Và ngã ngửa được điều chỉnh bằng điện. Đây là công tắc chỉnh. Rất thoải mái, 9 người ngồi, rất thoải mái. Hệ thống đèn LED trần xe nhìn rất là bắt mắt, sang trọng. Hàng cuối cùng là thiết kế 3 ghế. Mỗi ghế trang bị cái dắt cổng USB để sạc điện và cái remote điều khiển massage. Sàn thì được lót nỉ
Cái chiều cao trần xe này lên tới là 1m89, nên rất là thoải mái, đi lại rất thoải mái. Xíu hậu là được điều chỉnh bằng điện. Xe Iveco Daily Plus phiên bản VIP 10 ghế này có giá là 1,579 triệu. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video.